Diện tích cái sàn nó là được 273 mét, rồi mình xây thêm được lên 4 tầng để cho có đủ cái không gian, cái diện tích để cho các em nó học hành. Mình có những các phòng mình thiết kế để cho các em nó có đủ hơn để nó thuận tiện để các em nó học hành. Vâng. Phòng ăn thì thông thường thì ở đây tại nhà mình là cứ mỗi bữa ăn là khoảng 40 người ăn. Đây là cái phòng ăn của nhà bếp. Vâng, tất cả sẽ, ở đây tất cả mọi sự sạch sẽ trong nhà là em tự làm hết. Mình dạy cho các em để sống tự lập mà, để các em nó phải tự tất cả những kỹ năng. Đúng rồi, hôm nay cúp điện. Thì đây có một chú bếp ha. Chị sẽ nấu cho các em, nhưng mà các em cũng phải học cả đi chợ nấu cơm ha. Các em vẫn phải học cái môn đó. Thang máy ha. Rồi cầu thang máy thì mình cũng có cái hệ thống mà để nó nói đó, để cho các em biết đường đi ha. Cái đây là mình chỉ lên 4 tầng thôi. Mình sẽ nó sẽ có nói, có tiếng nói cho mình hết nè. Mình vô ra thì đây đều có thể nói cho mình nghe được hết nè. Phòng ăn, phòng bếp ở bên trên như là nhà ngủ, còn trên sân thượng là cái chỗ để các em nó chơi, các em nó tập thể thao, hay là cái chỗ để nó ngồi nghe nhạc, ngồi nghe chuyện, hay là cái chỗ để phòng tập võ, tập yoga, sân để nó phơi đồ. Từ những bước khởi đầu đầy thất thế trong bóng tối, sáng tác ở tuổi 15,
trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn của tuổi thơ ấu. Năm 1991, Đạt đã định cư tại Hoa Kỳ. Nhiều ước mơ thành hiện thực. Đạt đã là một cử nhân âm nhạc của trường đại học Cal State Fullerton. Sáng tác của Đạt hay viết về phận người trong tâm linh, tình yêu và xã hội. Album Gã Điên Trên Đồi Hoang, Secret Guitar, đặc biệt Diệu Khúc Của Phương cùng với nhạc sĩ Lam Phương và nhiều album khác. Nhiều giải thưởng danh giá như Giải Sáng Tạo của hãng Disney năm 1993, Giải Vô Địch Guitar California là một trong ba tay guitar xuất sắc nhất của giải nghệ sĩ độc tấu trẻ Panasonic năm 1996, năm 1997. Trình diễn chung trên sân khấu với Stevie Wonder, nhạc sĩ thần tượng của mình. Không chỉ tiếng hát ngón đàn của Đạt đã lay động đến nhiều người, là một trong những thành viên của nhóm Ngọc Trong Tim, một tổ chức hỗ trợ cho những tài năng khuyết tật của người Việt trên thế giới. Là một nguồn sáng vô úy tiếp lửa cho những kiếp nhân sinh khác bằng những nguyên tắc sống của chính mình. Phải, đạt được ước mơ nhờ tạo đức. Đạo đức của anh là hiếu học, chuyên nghiệp và lạc quan bất cứ hoàn cảnh nào. Anh rất là vui hôm nay được tới với ngôi trường Thiên Ân đầu tiên. Thì trước khi anh rời khỏi nơi đây, trước khi chương trình chấm dứt thì anh đã thì chấm dứt cái phần của mình thì mình cũng rất là cảm ơn ban tổ chức, cảm ơn anh Thành Lễ đã tổ chức một cái buổi như thế này, là một cái buổi mà hiếm có xảy ra, một cái hội nghị vô cùng đặc biệt mà tất cả những các bạn đang làm việc chung với Ngọc Trong Tim từ một phương xa mà bữa nay có dịp gặp nơi đây. Bây giờ nói nhiều là bây giờ mình có người yêu cầu một nhạc phẩm do chính anh Đạt sáng tác là Lửa Tình. Lửa Tình cũng giống như là một cái bài hát chủ đề cho một cái show của anh Đạt sắp sửa trình diễn ở bên California vào ngày 6 tháng 10. Là có nhờ các bạn và một số nghệ sĩ đã góp mặt, đã góp công tổ chức cho Đạt một cái show vào ngày 6 tháng 10 sắp tới đây, cũng có tên là Lửa Tình. Vậy ra
Thôi em cũng muốn được vui chỗ này không? Có không? Từ. Freedom father, 9 p.m. Asleep, 9 p.m. Ừ. Bài này quá lắm, quá lắm. Tôi đã mệt mỏi. Yeah, I love is mother. Cho ta dù đôi chân không thể đi vững vàng, và đôi tay không thể nắm lấy, đôi mắt không thể nhìn đời. Dù ta không nói nên câu, nhưng ánh mắt chất chứa bao điều, chạm vào nhau yêu thương dâng cao, để ta thấy không ai lẻ loi. Và ta có trái tim không hề nao núng giữa sóng gió cuộc đời, có những niềm đau mang đến cho ta.